Chiều ngày 15 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị triển khai thông báo thu hồi đất và kiểm kê để bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo mở rộng đường tỉnh 352 trên địa bàn xã Quảng Thanh. Sự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thập, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Huy, Trưởng ban dân vận huyện ủy, Huy, đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và xã Quảng Thanh cùng đại diện các hộ dân thuộc diện thu hồi đất tại xã Quảng Thanh. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo mở rộng đường tỉnh 352 sẽ thu hồi tổng diện tích đất 22,66 ha của các tổ chức hộ gia đình cá nhân tại các xã Lại Xuân, Kỳ Sơn, Quảng Thanh, Chính Mỹ, Cao Nhân, Mỹ Đồng, Kiền Bái và Thiên Hương để kiểm kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư. Hạng mục nâng cấp cải tạo mở rộng phần tỉnh lộ 352 trên địa bàn huyện Tuyển Nguyên với chiều dài hơn 14 km, mặt cắt ngang nền đường rộng 12 m, nối từ điểm đầu tuyến tại vị trí giao cắt với quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Thiên Hương tới điểm cuối tuyến kết nối với đường tỉnh 333 trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã triển khai thông báo của Ủy ban Dân ủy tỉnh Nguyên về việc thu hồi đất và kiểm kê để bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo mở rộng đường tỉnh 352 trên địa bàn xã Quảng Thanh. Theo đó, tại xã Quảng Thanh, tuyến đường nâng cấp cải tạo có chiều dài là 4,1 km sẽ thu hồi trên 17 hecta của hơn 600 hộ dân để kiểm kê lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Cũng tại hội nghị, các hộ dân được nghe chỉ đạo của Ủy ban dân huyện về tăng cường, quản lý đất đai, ngăn chặn những hành vi cơi nới, sàn lấp, xây dựng công trình trái phép, trồng cây, cải tạo vườn để trục lợi trong vùng quy hoạch dự án. Tại hội nghị, các hộ dân xã Quảng Thanh bày tỏ đồng tình ủng hộ chủ trương thực hiện dự án của nhà nước, đồng thời có các kiến nghị về cần cải tạo nâng cấp tuyến đường điện, rãnh thoát nước cho phù hợp với thiết kế khi nâng cấp cải tạo tuyến đường. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đinh Chính Quyền cảm ơn sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Quảng Thanh. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, cấp ủy chính quyền xã Quảng Thanh cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân trong việc giải phóng mặt bằng phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện các trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng quy định và tiến độ yêu cầu, đảm bảo đến ngày 30 tháng 6 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện giao xã Quảng Thanh bố trí tổ công tác thường trực tại Ủy ban dân xã để hỗ trợ giải đáp những kiến nghị vướng mắc của các hộ dân. Khi tiến hành kiểm kê về thông báo cho các hộ dân trước 2 ngày thực hiện niêm yết công khai thông báo thu hồi đất, phương án bồi thường hỗ trợ, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải quyết vướng mắc khi có kiến nghị của người sử dụng đất để đảm bảo tiến độ của dự án.